Hôm nay thì giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 bước vào chặng đua thứ 12. Tay đua Hàn Quốc Lee Jae-yeon đã chứng minh vì sao anh mặc chiếc áo xanh tại giải năm nay. Ở một chặng đua chỉ dài 51 km thì khả năng của vua nước rút đã được thể hiện. Chặng 12 có chiều dài 51 km, các tay đua sẽ chinh phục 16 vòng đua xung quanh đại lộ Nguyễn Tất Thành tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là chặng đua mà đội Korai Cycle phải bảo vệ danh hiệu áo xanh của Imrayon với khoảng cách chỉ là 5 điểm với David Van Aert. Imrayon chủ động nằm phía sau để dưỡng sức và ở 1 km cuối cùng, tay đua này có cú nước rút ấn tượng để giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 7 phút 32 giây. Đây là chiến thắng chặng thứ 3 của Imrayon tại giải năm nay. Và thành tích này đã giúp tay đua của đội Korai Cycle tiếp tục củng cố danh hiệu áo xanh. Chặng này, đội đua Global Cycling cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng của David Van Aert và vị trí số 1 đồng đội. Ngày mai, các coureur sẽ tranh tài ở chặng 13, chặng áp chót dài 183 km từ Đắk Nông về Đồng Xoài, Bình Phước.